Vâng. Loanh quanh đây phải cả 100 tỷ mới mua những căn đơn lập như này. Đúng là đây mới thực sự là nơi sống của giới tài phiệt đây anh ạ. Anh Hoàng Anh ơi, em đang có một cô khách Việt Kiều Nga muốn mua cái dòng để vài năm nữa cô ấy về Việt Nam ở an dưỡng tuổi già ấy. Thì tuần trước em có dẫn cô ấy đi xem biệt thự của đảo Ngọc Trai Vinhome Ocean Park 1 Gia Lâm ấy. Với lại bên khu đóng đảo Dừa bên kia, nhưng mà tình hình là vẫn chưa ưng anh ạ. Tài chính như nào? Khoảng độ là trên 30 tỷ cũng được. Anh có phương án nào không? Chắc chắn nếu mà biệt lập riêng tư và đẳng cấp nhất ở Ocean Park 2 thì chắc chắn là Ngọc Trai rồi. Vâng, nhưng mà không biết là Ngọc Trai thì có căn nào đang bán không anh? Rất may là anh đang có một căn sầm lập rất là đẹp, chị chủ nhà đang gửi bán. Wow. View cực kỳ tuyệt vời luôn. Em cũng muốn đi xem ngay bây giờ không? Thế thì anh em mình đi xem đi. Ok. Và đây là căn sầm lập mà thực sự anh đánh giá cái tầm view thực sự tuyệt vời, em muốn giới thiệu đến Ngọc và cô khách của em. Đấy giờ em cũng thấy quá tuyệt vời rồi anh ạ. Căn này là một căn sầm lập ở dãy Ngọc Trai 1, diện tích đất là 160m², xây thô hoàn thiện bên ngoài, 4 tầng một tùm. Mặt tiền nó rộng đến 8m8 x 20. Hướng cửa chính này là hướng đông bắc và đằng sau view sông là hướng tây nam. Khi em đi vào đây em cảm giác thế nào Ngọc? Bước vào cái khu Ngọc Trai em thấy thế nào? Thực sự là khi mà bước vào khu này thì em cảm thấy rất là khó khăn. Bởi vì cả một khu với tổng diện tích là 30 hectare này mà chỉ có duy nhất là một lối đi vào. Và không phải đơn giản là chỉ cần đọc mã nhà là đã có thể vào được, mà phải đăng ký trên app cư dân và thậm chí là bảo vệ họ còn quét mã nữa. Thực sự là quá an ninh anh ạ. Chính xác, tức là đấy là mình ở góc độ là khách đến thì có thể là sẽ khó khăn một chút. Tuy nhiên nếu như mà là em hình dung em là chủ nhân của những căn biệt thự ở đây thì em sẽ thấy là đấy là cái điều mà làm nên giá trị ở khu Ngọc Trai này, tức là rất là an ninh. Dạ. Đúng. Và rồi. Em thấy không, khi mà bước vào toàn bộ tổng thể nhìn ở khu kiến trúc Verni Ý của toàn bộ khu Ngọc Trai này, anh thấy nó có một cái gì đó khác biệt so với những khu khác. Nó rất bề thế và cổ điển anh ạ. Tức là nó gần như thể là anh có cảm giác là nó sẽ không bị lỗi mốt theo thời gian. Vâng. Cách đấy gần một năm anh có quay ở cái khu này. Dạ. Và bây giờ là quay trở lại thì anh thấy có rất nhiều điều bất ngờ. Vì cây cối đã bắt đầu xanh tươi rồi. Vâng. Và chúng ta hãy đi sâu vào bên trong một chút. Căn này thì có mặt tiền rộng đến 8m thì việc đỗ xe rất thoải mái nhá. Thông thường thì ở những khu khép kín ý, thì chủ nhà sẽ thường đỗ xe ở trước nhà, không vào bên trong nữa. Tuy nhiên khi đi vào bên trong này em thấy không, cái phần diện tích đất dành cho gara ô tô này rất là lớn. Thì nếu như em là chủ nhân căn này em sẽ làm gì Ngọc? Ở cái khu diện tích đất bên cạnh vườn này. Khu này à anh? Khu này thì chắc là em sẽ trồng tiểu cảnh, trồng cây tiểu cảnh cùng với lại giải từ trong kia ra bên ngoài này. Còn dĩ nhiên là xe ô tô thì em nghĩ là em sẽ tận dụng khoảng bên ngoài, tại vì an ninh đảm bảo thế này mà lo gì anh? Chính xác, tức là căn này 160m² đất và diện tích xây dựng của tầng 1 ấy là 85m² xây dựng. 85m² xây dựng. Đúng rồi. Và tổng diện tích xây dựng sàn xây dựng của 4 tầng một tùm ấy thì nó có số rất là lớn, 277m² xây dựng. Wow, vậy là xây 3 tầng hay 4 tầng đấy hả anh? 4 tầng một tùm. Cái điều này ấy là chủ tư Vinhome đã khắc phục cái nhược điểm ở Ocean Park 1. Vì rất nhiều khách hàng của anh xem Ngọc Trai số 1 là xây thấp và ít quá. Tức là số phòng sử dụng nó không đủ. Không đủ công năng. Do đó thì chủ tư Vinhome đã rút kinh nghiệm ở Ngọc Trai Ocean Park 2 này. Và với diện tích xây dựng là 85m một sàn như này thì anh nghĩ là đâu đó còn khoảng độ 80m. Gần 80 diện tích đất này. Em có thể trồng cây cảnh, có thể làm tiểu cảnh, em có thể làm hồ cá, rất là thoải mái luôn. Và bí mật nó ở đằng sau đây. Ngọc Trai nó có cái điểm gọi là khác biệt hoàn toàn so với những khu khác, là chính là ở phía sau này. Em thấy thế nào? Khi mà ra đằng sau cái hướng tây nam view sông diện tích lớn như thế này. Em cảm giác là đúng là thực sự là khi bỏ tiền ra mua căn này ấy thì chủ nhà đúng là không phải chỉ mua mỗi căn nhà, cũng không phải chỉ mua mỗi cái an ninh khép kín, mà còn mua cả một cái, đây gọi là một cái hồ đúng không anh? Chính xác. Hồ sau nhà như thế này. Không biết là hồ này có câu cá được không anh? Thoải mái.
có một điểm ý, là không phải ngẫu nhiên mà anh giới thiệu ngọc đến căn như này đâu nhá. Vì sao? Vì cái ngọc trai 1 ý, là cái nhánh đầu tiên của biệt thự đảo Ngọc Trai. Dạ. Và những căn ở hướng Tây Nam này ý, em thấy không? Cái diện tích hồ ý, nhìn ra nó thoáng, nó không bị hạn chế tầm nhìn so với những dãy khác. Vâng. Dãy khác ở phía trong ấy thì em sẽ đối diện là cái dãy của Ngọc Trai đối diện, tức là cái dãy của hàng xóm đối diện. Dạ vâng. Tuy nhiên riêng cái hai cái nhánh đầu tiên của Ngọc Trai 1 này ý, thì cái mặt ở phía Tây Nam ấy nhìn toàn bộ già này nó không bị chắn. Vâng. Và Tây Nam này ở có góc này thì sẽ có cả những gió hướng Nam và Đông Nam nữa. Những buổi chiều sẽ rất là mát. Quá mát. Phía xa xa kia là đại lộ Ngọc Trai 51m đúng không anh? Chính xác. Và em thấy không? Ngọc Trai này thì ngay ra phía cổng cái đối diện là khu Chà Là, rẽ trái cái là bệnh viện Vinmec và kết nối vành đai 4 trong tương lai. Thì trong tương lai sẽ rất là thuận tiện. Thì ai nên mua những cái dòng căn như thế này hả anh Hoàng Anh? Thật ra thì anh chưa có đủ tài chính để mua căn này nên là nói cũng hơi khó đúng không? Vâng. Tuy nhiên thì anh nghĩ là cái nhu cầu ở đây ấy, nó có hai nhóm nhu cầu chính. Thứ nhất chắc chắn rồi là những anh chị mà có nhu cầu mua để sau này thì anh nghĩ bây giờ thời điểm hiện tại thì về Ngọc Trai ở thì chắc rất là ít. Ít hiện nay có một số căn đang hoàn thiện thôi. Nhưng mà mình mua để 2-3 năm nữa thì mới tiện đích lên mình ở. Thứ hai chắc chắn rồi là những anh chị có nhu cầu đầu tư chung và dài hạn. Bật mí với em là gì? Khu Ngọc Trai, Ocean Park 1 ấy, là khu khép kín, có cái mức giá tăng nhiều nhất và cái độ thanh khoản cao nhất. Lúc nào cũng có giá luôn. Thì anh nghĩ là Ngọc Trai, Ocean Park 2 này cũng sẽ có cái giá trị như vậy theo thời gian. Vâng, đúng là nếu mà có đủ tài chính mà mua được về đây ở thì không còn gì để bàn anh ạ. Nhưng mà ở trong khu Ngọc Trai khép kín như này thì chắc là cũng không có tiện ích gì mấy đúng không anh? Thực sự thì những cái tiện ích của Ngọc Trai này nó khác biệt so với những phần còn lại. Ngay bây giờ anh sẽ dẫn em đi khám phá. Đi, thế thì anh em mình đi. Và đây chính là lý do tại sao Ngọc Trai lại có sức hút như vậy Ngọc nhá. Mời em trải nghiệm cùng anh. Em thấy không? Một cái bể bơi bốn mùa mà thực sự anh thấy là kiến trúc rất là đẳng cấp. Gần như chưa thấy một dự án nào của Vinhome. Đúng rồi, nếu mà nhìn qua qua thì anh em mình sẽ tưởng chừng là nó rất giống với lại cái bể bơi trung tâm của bên phân khu đảo Dừa, phân chính khu xác. Đóng còn lại của Ocean Park 2. Đúng rồi. Nhưng mà bước vào đây thực sự nó là một cái cảm giác gì đấy nó quá là Yomos anh ạ. Em hình dung nhá, từ đấy số lượng cái căn biệt thự đơn lập song lập đấy rất là ít, chỉ 387 căn thôi. Vâng. Và như vậy thì số lượng cư dân mà tắm những cái bể bơi này rất là hiếm. Rất hiếm. Và anh đánh giá là cái độ private riêng tư ấy nó một đẳng cấp khác. Ví như ở những khu khác ấy, bể bơi nó chỉ khoảng 2-3 sao thôi thì ở đây nó phải là 5-6 sao. Và đối diện với lại cái công viên trung tâm này toàn bộ là những cái căn biệt thự đơn lập rất đẳng cấp, rất VIP ở đây. Em đoán xem cái giá trị của những căn biệt thự đơn lập xung quanh cái khu vực trung tâm này bao tiền. Thế thì những căn ở đây chắc là phải tầm 50 tỷ. Em nghĩ là gấp 50 đôi. 50 tỷ em không bao giờ vận động vào đây được. Vâng. Loanh quanh đây phải cả 100 tỷ mới mua những căn đơn lập như này. Đúng là đây mới thực sự là nơi sống của giới tài phiệt đây anh ạ. Em thấy không, tức là ngoài việc bể bơi rất là đẹp, phải nói anh rất ấn tượng với kiến trúc của cái bể bơi này. Một cái vườn hồng thực sự rất là tuyệt vời xung rất quanh. Rất là lãng mạn. Vâng, mặc dù là gần như là khi mà em vào đây thì em thấy cũng chưa có mấy cư dân về ở. Nhưng mà chủ đầu tư Vinhome rất là trau chuốt. Từng cái lối đi này cũng rất là sạch sẽ. Đến những cái cây cối, hoa, trái ở đây đều rất là được chăm bón. Có vẻ là rất là chu đáo đấy ạ. Chắc chắn rồi, tức là Vinhome mà. Vinhome thì cái chất lượng dịch vụ nó luôn là top đầu Việt Nam. Và thực sự là không có một cái chủ tư nào có thể so sánh được. Cái đó là điều đã được khẳng định. Và nếu như mà em được trải nghiệm vào đây một lần, em sẽ thấy được cái giá trị nó như thế nào. Anh hứa với em, anh sẽ đưa em vào đây trải nghiệm ở một buổi tới, sắp tới. Vậy thì không biết với căn song lập view hồ vừa nãy anh em mình qua xem thì mức giá hiện tại chủ nhà đang giao bán là bao nhiêu ạ? Căn này là một trong những căn rất hiếm của dãy Ngọc Trai 1 đang có nhu cầu chào bán. 160m² với view cực kỳ gọi là đắt giá. Vâng. Chủ nhà đang giao giá bán là 35 tỷ.
35 tỷ. 35 tỷ, bao toàn bộ thuế phí sang tên. Wow. Sẵn sàng có thể sang tên ngay. Vâng. Và nếu như anh chị có quan tâm đến căn song lập này hoặc là các sản phẩm khác tại Vinhome Ocean Park 2 thì hãy nhấc máy ngay lập tức để gọi điện cho số hotline bên góc trái màn hình nhé. Và anh chị đừng quên dành tặng cho Hồng Ngọc và Hoàng Anh một nút like cũng như đăng ký kênh, bởi vì anh em chúng tôi sẽ dành cho anh chị những video rất rất hay, hữu ích trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.